Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính bạch trên Sư Phụ chứng minh. Kính thưa quý Phật tử, hôm nay là ngày 20 tháng 7 dương lịch, tức là ngày 30 tháng 5 âm lịch. Hôm nay cũng đầy đủ nhân duyên lành. Trước khi lên đây chia sẻ vấn đề Phật Pháp, thì con có được ba cái hạnh phúc. Cái hạnh phúc thứ nhất, có Sư Phụ cũng qua phòng, Sư Phụ hỏi, Sư động viên, sách tấn để hôm nay có một cái buổi tâm sự sám hối cùng quý Phật tử. Cái hạnh phúc thứ hai là được Thầy Phó, Thầy cũng hỏi thăm, em chuẩn bị bài xong chưa? Hôm nay em chuẩn bị lên rồi đó. Đó là niềm hạnh phúc thứ hai. Niềm hạnh phúc thứ ba là hôm nay được quý Phật tử về đây để mà nghe những lời con tâm sự trong buổi sám hối hôm nay. Vì cái sở tu, sở học của con cũng còn non kém. Con có nói vấn đề gì trong cái buổi tâm sự hôm nay chưa được tốt. Còn gì đó, con cũng mong quý Phật tử cũng hoan hỷ đón nhận, bỏ qua. Con cũng kính chúc trên Sư Phụ là Pháp Thầy Khinh An, chúng sanh dị độ, sống lâu, sống thọ. Con cũng kính chúc quý Phật tử có buổi nghe Pháp thật là tràn đầy an lạc và nhiều sức khỏe. Nam Mô A Di Đà Phật. Hôm nay, cái chủ đề con xin tâm sự quý Phật tử trong một cái cuộc sống hàng ngày, dù là người tại gia hay là người xuất gia, ai cũng phải trải qua một vấn đề này, thì đó là con xin thông qua cái đề tài sân hận và cách đối trị sân hận. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý Phật tử, thì sân hận thì như chúng ta đã biết, sân hận có nghĩa là một cái sự nóng nảy, là một sự hãm hại, là sự chống đối, là sự hung dữ, sự không hoan hỷ của tâm. Đây cũng là một trạng thái tình cảm thông thường mà chúng ta thường gặp. Trong đó sân hận nó cũng có nhiều cái mức độ mà khi chúng ta cần phải đối diện với những cái cảnh nó không được như ý muốn của mình. Sân hận theo tiếng Pali nó là dosa, có nghĩa là giận dữ và làm hại người. Thì thưa quý Phật tử, thì sân hận nó cũng là một trong tam độc, là tham lam, sân hận và si mê. Theo đạo lý nhà Phật thì sân hận nó có nhiều khía cạnh, nó làm cho bản thân của con người bị bức bách, bị khổ não, còn mang lại cái sự bất an cho tha nhân. Và đối với bản thân, người mà ôm lòng sân hận dễ gây cái lầm lỗi và tạo những cái nghiệp bất thiện, làm cho nhân khổ không chỉ đời này mà còn đời sau. Thì thưa quý Phật tử, sân hận trong Kinh Di Giáo, Đức Phật ví sân hận như một cái lửa dữ, như một cái giặc cướp. Cái hại của sân hận là nó phá hoại các pháp lành và cả danh thơm tiếng tốt, khiến cho đời này và đời sau người khác không thích thấy mặt người sân hận. Rồi phải biết lòng sân hận còn hơn là lửa dữ, thường phải biết mà đề phòng không cho nó xâm nhập. Giặc cướp công đức không gì hơn giận dữ, đó là trong Kinh Di Giáo có nói. Thì Đức Phật cũng ví sân hận như một cái con rắn độc. Ngài dạy các thầy tỳ kheo, nếu như có con rắn vào trong liêu phòng thì phải đuổi nó ra, kẻo bị nó làm hại. Cũng vậy, nếu trong tâm có những con rắn độc như là tham, sân hay là si, con rắn độc thì phải mau trừ bỏ, nếu không sẽ bị chúng làm hại. Thưa quý Phật tử, trong di thức học có sân là một trong sáu căn bản phiền não,
là tham, sân, si, mạn, nghi và ác kiến. Đây là một cái phiền não gốc rễ ăn sâu trong tâm thức con người nên gọi là căn bản phiền não. Thì sân hận nổi lên làm cho người ta không làm chủ được cái cảm xúc, không kiểm soát được cái suy nghĩ, cái hành động và một cái lời nói. Thì từ đó nó dễ tạo ra những cái nghiệp bất thiện về thân, như là hành hạ, đánh đập người khác và phá hoại tài sản của cải, bất kính với người trên. Thì vừa qua con cũng có xem trên một trang mạng, thấy một cái anh thanh niên hình như ở thành phố, khi có cha mẹ già đang đi công việc về, thì thấy anh thanh niên này ngồi ăn mà như thế nào đó, người cha, người mẹ có nhắc nhở, thì cái anh này nổi sân lên, đánh mẹ, đánh cha mình, không thương tiếc. Con nhìn thấy cái hình ảnh đó, con thấy vì cái lòng sân mà phải bất hiếu với cha mẹ mình, thì đó là điều không tốt. Cái thứ hai nữa là khẩu, là cái nói lời cay độc, chửi rủa, mắng nhiếc, xúc phạm người khác. Và cái thứ ba nữa là ý, nó nghĩ điều sai quấy, xấu ác, làm tổn hại đến người khác. Kính thưa quý Phật tử, sân hận nó có nhiều cái trạng thái, nhiều mức độ, nhiều biểu hiện, ví như bực tức, giận hờn, nóng nảy, oán hận, căm thù. Thì khi mà cái sân hận nổi lên thì nó biểu hiện qua cái nét mặt như là nhíu mày, nhăn mặt, trợn mắt, nghiến răng. Thì thưa quý Phật tử, những cái vấn đề đó chắc mỗi người chúng ta ai cũng có trải qua một lần hay nhiều lần, đúng không ạ? Cái thái độ và cái lời nói thì là la lối, nạt nộ, quát tháo, rồi nói lời thô lỗ, cọc cằn, dọa nạt. Thí dụ như cũng có người mà thường đi chùa, rồi đôi khi đi lâu, rồi có người mới đi, đôi khi vì một cái vấn đề gì đó, đôi khi vì vô tình hay cố ý mà cái người mới đó, người ta lỡ ngồi lên cái chỗ ngồi của mình, đôi khi mình không thích, cái đó là cái trái ý, nghịch lòng của mình, đôi khi cũng biểu hiện qua cái sự mà sân hận. Rồi cái cử chỉ hành động sâu hơn nữa, đó là đánh đập người, quăng ném đồ đạc, hành hạ hoặc là giết chóc. Như cũng có khi không có biểu hiện nào mà cũng được giữ kín trong lòng. Thì đó là những cái trạng thái của sân hận. Thì thưa quý Phật tử, sau đây con xin kể quý Phật tử nghe một cái câu chuyện về một cái lòng sân hận của một cái cậu bé. Thì có một cái cậu bé nọ có tính hay nổi nóng. Một hôm, cha của cậu bé đưa cho cậu bé một cái bọc đinh và có dặn cậu bé rằng mỗi khi con có nổi nóng ai thì con hãy chạy ra sau nhà mà đóng một cây đinh vào một cái rào gỗ ở phía sau. Thì ngày đầu tiên, cậu bé đó đã đóng thật là nhiều cây đinh vào cái hàng rào gỗ đó, và cứ thế mà cái số đinh nó tăng dần. Nhưng vài tuần sau thì cậu bé đã tập được kiềm chế và cơn giận của mình, và cái số lượng đinh đóng ở trên hàng rào mỗi ngày một ít đi. Cậu bé đó nhận thấy rằng cái sự kiềm chế cơn giận của mình còn dễ hơn là phải đi đóng đinh lên cái hàng rào. Đến một ngày, cậu bé đã không còn nổi giận một lần nào nữa. Cậu đến thưa với cha và ông bảo rằng tốt lắm, nếu bây giờ con tự dằn lấy được, không nổi nóng một lần thì con hãy đi nhổ
một cây đinh ra khỏi hàng rào, và ngày lại ngày trôi qua. Cũng đến một ngày cậu bé vui mừng vì hãnh diện và tìm cha mình và báo rằng trên hàng rào không còn những cây đinh nào mà trước kia cậu bé đã đóng vào. Thì người cha có nói nhỏ nhẹ với cậu bé: con làm tốt lắm, nhưng con hãy nhìn những cái lỗ đinh của con đã để lại trên hàng rào. Thì hàng rào đã không giống như xưa nữa rồi. Nếu con có nói điều gì trong cơn giận dữ, những lời của vị ấy cũng giống như những cái lỗ đinh này. Chúng để lại những vết thương, những vết đau, những vết cắt rất là khó lành trong lòng người khác. Cho dù sau đó con nói lời xin lỗi bao nhiêu lần đi nữa, vết thương dù lành nhưng nó vẫn để sẹo trong lòng người, còn để lại mãi. Sau cùng người cha có dặn người con rằng: con hãy luôn nhớ vết thương tinh thần còn đau đớn hơn cả thể xác. Bạn bè ta, những người chung quanh ta là những viên đá quý, họ giúp cho con cười, giúp mọi chuyện cho con. Họ nghe con than thở mỗi ngày khi con gặp khó khăn, cổ vũ con và luôn sẵn sàng mở trái tim mình ra cho con. Con hãy luôn nhớ lời của cha dạy hôm nay. Trong Kinh Tăng Chi Bộ 1, chương 3 có nói: lòng sân hận ví như ba loại người. Như là: này các thầy tỳ kheo, có ba hạng người có mặt ở trên đời này. Thế nào là ba hạng người? Như đường kẻ vạch lên đá. Hạng người thứ hai là hạng người như đường kẻ vạch lên đất. Và hạng người thứ ba, hạng người như đường kẻ vạch lên nước. Thì kính thưa quý Phật tử, thế nào là hạng người vẽ vạch lên đá? Thì ở đây có người thường hay tức giận, và cơn giận dữ của mình rất là lâu, rất là dài mà không bao giờ quên được, vẫn tồn tại một thời gian dài, cũng giống như một cái đường kẻ vạch lên đá, không bao giờ bị gió hay nước xóa nhanh chóng mà vẫn tồn tại một thời gian. Cũng vậy, có người thường tức giận và cơn giận của người ấy vẫn tồn tại trong một thời gian dài. Đó là cơn sân giận, được ví như một cái hạng người đường kẻ vạch lên đá. Và cái hạng người thứ hai là hạng người ví như đường kẻ vạch lên đất. Có người thường hay tức giận, nhưng cơn giận của người này không tồn tại lâu. Cũng giống như một cái đường kẻ vạch lên đất thì bị gió hay nước nó xóa rất là nhanh chóng và cũng không tồn tại lâu dài. Cũng vậy, người thường tức giận và cơn giận của người này không tồn tại lâu dài trong một thời gian. Như vậy gọi là hạng người như đường kẻ vạch lên đất. Và hạng người thứ ba là hạng người như đường kẻ vạch lên nước. Thì có người ngay cả khi bị người khác nói lời thô bạo, độc ác bằng những cách rất khó chịu, người này vẫn giữ thái độ thân thiện và vẫn hòa mình và chào hỏi kẻ ấy. Thì người này cũng giống như cái đường kẻ vạch lên nước là bị xóa rất là nhanh chóng, không tồn tại trong một thời gian lâu dài. Thì cũng vậy, có người khi bị người khác nói lời thô bạo, độc ác bằng những cách thật khó chịu, người này vẫn giữ thái độ thân thiện, bình thản. Đối phương vẫn hòa mình chào hỏi kẻ ấy. Như vậy gọi là hạng người như đường kẻ vạch trên nước. Kính thưa quý Phật tử, thì qua ba cái hạng người này, quý Phật tử chọn hạng người thứ nhất hay là thứ hai hay là thứ ba ạ? Quý Phật tử chọn hạng người thứ ba đúng không ạ? Nếu quý Phật tử chọn cho mình một hạng người thứ ba thì quý Phật tử hãy tự khen mình đi ạ. Tông Kinh Tăng Chi Bộ 2 chương 4 có ví cái hạng người
giống như các cái loài rắn. Này các tỳ kheo, có bốn loại rắn. Thế nào là bốn? Loại rắn có nọc phun ra rất nhanh nhưng mà không có độc. Và loại rắn thứ hai, loại rắn có nọc độc nhưng phun ra rất nhanh. Và loại rắn thứ ba là loại rắn vừa có nọc độc và vừa cũng phun ra rất nhanh. Và loại rắn cuối cùng là loại rắn không có nọc độc và không phun ra rất nhanh. Thì cũng vậy, này các tỳ kheo, có bốn hạng người tương tự như bốn loại rắn hiện diện trong đời này. Thế nào là bốn? Hạng người có nọc độc phun ra nhanh nhưng không độc ác. Và hạng người có nọc độc nhưng không phun ra nhanh. Và hạng người vừa có nọc độc vừa phun ra rất nhanh. Và hạng người không có nọc độc cũng không phun ra rất nhanh. Thì thế nào là hạng người có nọc độc phun rất nhanh nhưng mà không độc ác? Ở đây có người thường dễ tức giận, nhưng cơn giận của người này không kéo dài. Như vậy là hạng người có nọc độc phun ra nhanh nhưng mà không độc ác. Vì thế người này cũng giống như loài rắn có nọc phun ra nhanh nhưng mà không độc. Hạng người thứ hai, này các tỳ kheo, thế nào là hạng người có nọc độc nhưng không phun ra nhanh? Ở đây có người thường không dễ tức giận, nhưng cơn giận của người này kéo dài trong tâm. Như vậy hạng người có nọc độc nhưng không phun ra nhanh. Vì thế ta nói người này cũng giống như loài rắn có nọc độc nhưng không phun ra nhanh. Và hạng người thứ ba, thế nào là hạng người vừa có nọc độc vừa phun ra nhanh? Ở đây có người thường rất dễ tức giận, và cơn giận của người này nó kéo dài. Như vậy là hạng người vừa có nọc độc vừa phun ra rất nhanh. Vì thế ta nói rằng người này cũng giống như loài rắn vừa có nọc độc vừa phun ra rất nhanh. Và hạng người cuối là hạng người không có nọc độc và cũng không phun ra rất nhanh. Ở đây có người thường không dễ tức giận, và cơn giận của người này không kéo dài. Như vậy là hạng người không có nọc độc cũng không phun ra nhanh. Vì thế ta nói rằng người này cũng giống như loài rắn không có nọc độc và cũng không phun ra nhanh. Như vậy này các tỳ kheo, đây là bốn hạng người tương tự bốn loài rắn hiện diện trên đời này. Thì qua cái kinh Tăng Chi Bộ 2 chương 4 thì có ví bốn hạng người như bốn loại rắn độc. Thì thưa quý Phật tử, trong đây quý Phật tử chọn hạng người nào ạ? Trong một trong bốn này ạ? Bốn đúng không ạ? Thì nếu quý Phật tử chọn hạng người như loài rắn mà cái bốn sau cùng này á, thì quý Phật tử hãy ráng cố gắng mà thực tập cho thật là tốt. Thưa quý Phật tử, trong đây thì có những cái nguyên nhân để mà sinh ra cái lòng sân hận. Thì trong cái kinh Tăng Chi Bộ chương 1 phẩm đoạn truyền cái, Đức Phật có nói như sau: ta không thấy một pháp nào khác, này các thầy tỳ kheo, đưa đến sân hận. Chưa sanh được sanh khởi, và sanh đã sanh được tăng trưởng quảng đại. Này các tỳ kheo, như đối ngại tướng này, các tỳ kheo, nếu như lý tác ý đưa đến sanh chưa sanh, được sanh khởi, và sanh đã sanh được tăng trưởng quảng đại. Thì cái đó là trong kinh Tăng Chi Bộ có nói về cái nguyên nhân đối ngại tướng để mà đưa ra cái sân hận. Thưa quý Phật tử, thì như chúng ta biết ở ngoài đời thì cũng có nhiều cái trường hợp mà dễ nổi sân, như là ra đường mà lỡ da quẹt một cái xuống cũng sân, rồi đánh nhau đến mẻ đầu sức tráng,
phải đi vào bệnh viện. Có trường hợp về một cái vụ ghen của một ông chồng. Một hôm ông chồng ổng nghe người bạn kể, hôm nay tao thấy vợ mày ngồi uống nước với một cái anh nào trẻ. Ông chồng chưa hiểu rõ nguyên nhân gì hết mà đã gọi kết luận là xăng lên và nói trong lòng: được, mày về đây, mày chết với tao. Thì khi người vợ về chưa hỏi rõ nguồn cơn, anh ta lao vào đấm đá túi bụi người vợ, làm cho cái người vợ phải bị thương, rồi phải bị tổn thất về tinh thần. Thì qua cái câu chuyện này thì con mong quý Phật tử, đôi khi có một việc gì đó mà chúng ta chưa tìm hiểu kỹ, chúng ta phải tìm hiểu kỹ và rõ để mà mình đừng có nổi sân hận lên và đừng có làm mất đi cái hòa khí trong gia đình. Và có một câu chuyện nữa, thì có một ông thầy giáo dạy học trò. Thì một hôm ông thầy giáo ông dạy chủ đề về sân hận và đừng có mà sân hận. Thì khi thầy mới dạy xong trên bảng, ở dưới lớp có hai cậu học trò ngồi giỡn, nói chuyện. Rồi ông thầy ông bực quá, ông quát lên: đi ra khỏi lớp. Đã nói không được nói chuyện mà cứ nói chuyện à. Đó, thì qua cái câu chuyện này, quý Phật tử thấy ông thầy vừa mới dạy xong, đừng có sân. Và cái cách mà đối trị đừng có sân. Nhưng mà ông thầy này mới dạy nói xong kia là nổi sân đùng lên, đuổi học trò, cả lớp ùa lên. Trong đây cái sân hận cũng có nhiều cái lý do để mà mình quán hận, để dẫn tới sân hận. Như là trong kinh Tăng Chi Bộ 4 chương 10, Đức Phật có nói ra 10 cái lý do để mà con người nó quán hận nhau. Thứ nhất là nghĩ rằng chúng nó đã hành động để làm hại ta, người ấy sinh lòng quán hận. Thứ hai, nghĩ rằng chúng nó sẽ hành động để làm hại ta, người ấy sinh lòng quán hận. Thứ ba, nghĩ rằng chúng nó đang hành động để làm hại ta, người ấy sinh lòng quán hận. Và cái thứ tư là chúng nó đã hành động để làm hại người ta yêu mến, người ấy sinh lòng quán hận. Cái thứ năm, chúng nó đang hành động để làm hại người ta yêu mến thì người đó sinh lòng quán hận. Thứ sáu, chúng nó sẽ hành động để làm hại người ta yêu mến, người ấy sinh lòng quán hận. Thứ bảy, nghĩ rằng chúng nó đã hành động để làm lợi cho kẻ dễ ghét và đối nghịch với ta, người ấy sinh lòng quán hận. Thứ tám, nghĩ rằng chúng nó sẽ hành động để làm lợi cho kẻ dễ ghét, đối với nghịch với ta, người ấy sanh lòng quán hận. Và thứ mười, có người thường tức giận không có lý do. Thì thưa quý Phật tử, trong mười cái lý do quán hận này thì thường thường chúng ta cũng có gặp vài trường hợp như là không có lý do gì cũng giận, giận hờn vu vơ, không biết giận gì, vấn đề gì. Chắc là giận để cho thỏa mãn. Nên mong quý Phật tử có giận thì cũng hạ xuống, đừng giận nhiều, đừng giận vu vơ. Thưa quý Phật tử, trong cái sân hận thì cũng có những cái nguy hại của nó. Kinh Tăng Chi Bộ 2 chương 5, Đức Phật có nói về cái nguy hại của sân hận. Nó có 5 cái nguy hại. Thứ nhất là kẻ này bị nhiều người không ưa thích và ghét bỏ. Thứ hai
có nhiều kẻ thù, có nhiều lầm lỗi. Khi chết, tâm mê loạn. Sau khi thân hoại mạng chung, sau khi chết, kẻ này tái sinh vào cái cõi khốn khổ, vào cảnh giới bất hạnh, đọa xứ địa ngục. Đây là cái năm mối nguy hại của cái người mà sân hận. Chúng ta cũng có rất nhiều cái trường hợp nói về cái sự mà để cho chúng ta loại trừ đi những cái sân hận, như là chúng ta hãy học theo Phật, theo các vị Bồ Tát, như trong kinh Tăng Chi Bộ 4 chương 10 có nói ra là 10 cách để loại trừ sân hận. Này các tỳ kheo, thế nào là 10 cách để loại trừ sân hận? Thứ nhất, nghĩ rằng chúng nó đã hành động để làm hại ta, nhưng ta đâu có làm gì được chuyện này. Người ấy loại trừ sân hận. Cái thứ hai, nghĩ rằng chúng nó đang hành động để làm hại ta, nhưng ta đâu có làm gì được về chuyện này. Người ấy loại trừ sân hận. Cái thứ ba, nghĩ rằng chúng nó sẽ hành động để làm hại ta, nhưng ta đâu có làm gì được về chuyện này. Người ấy loại trừ sân hận. Và cái thứ tư, nghĩ rằng chúng nó đã hành động để làm hại người ta yêu mến, nhưng ta đâu có làm gì được về chuyện này. Người ấy loại trừ sân hận. Thứ năm là chúng nó đang hành động để làm hại người ta yêu mến, nhưng ta đâu có làm gì được về chuyện này. Người ấy loại trừ sân hận. Cái thứ sáu, chúng nó sẽ hành động để làm hại người ta yêu mến, nhưng ta đâu có làm gì được về chuyện này. Người ấy loại trừ sân hận. Cái thứ bảy, chúng nó đã hành động để làm lợi cho kẻ dễ ghét và đối nghịch với ta, nhưng ta đâu có làm gì được về chuyện này. Người ấy loại trừ sân hận. Cái thứ tám, chúng nó đang hành động để làm lợi cho kẻ dễ ghét và đối nghịch với ta, nhưng ta đâu có làm gì được về chuyện này. Người ấy loại trừ sân hận. Và cái thứ chín, chúng nó sẽ hành động để làm lợi cho kẻ dễ ghét và đối nghịch với ta, nhưng ta đâu có làm gì được về chuyện này. Người ấy loại trừ sân hận. Và cái thứ mười là người ta không thể nào tức giận mà không có lý do. Đó là trong Kinh Tăng Chi Bộ 4 chương 10 có nói về 10 cách để loại trừ sân hận. Trong Kinh Tăng Chi Bộ 2, Đức Phật có nói trong chương 5 như sau: Này các tỳ kheo, có 5 phương cách để loại trừ sân hận mà các vị tỳ kheo cần phải áp dụng để loại bỏ hoàn toàn sân hận mỗi khi nó được khởi lên bất cứ ai. Thế nào là 5? Thứ nhất, hành giả cần phát triển tâm từ đối với người mà vị ấy sân hận. Bằng cách này, hành giả sẽ loại trừ sân hận đối với người ấy. Và cái thứ hai, hành giả cần phải phát triển tâm bi đối với người mà vị ấy sân hận. Bằng cách này, hành giả sẽ loại trừ sân hận đối với người ấy. Cái thứ ba là hành giả cần phải phát triển tâm xả đối với người mà vị ấy sân hận. Bằng cách này, hành giả sẽ loại trừ sân hận với người ấy. Cái thứ tư là hành giả cần phải làm ngơ, không để ý đến người mà vị ấy sân hận. Bằng cách này, hành giả sẽ loại trừ sân hận đối với người ấy. Cái thứ năm, hành giả cần phải áp dụng ý tưởng chủ nhân của nghiệp đối với người mà vị ấy sân hận. Vị này là chủ nhân của nghiệp, là kẻ thừa tự nghiệp của nó. Vị này có nghiệp là nguồn gốc, nghiệp là bà con, là quyến thuộc, là nơi nương tựa. Vị này sẽ thừa kế bất cứ nghiệp nào mà vị ấy đã tạo, tốt hay xấu. Bằng cách này, hành giả sẽ loại trừ sân hận đối với vị ấy. Đó là 5 cái phương cách mà các
vị tỳ kheo cần phải áp dụng để loại trừ mỗi khi sân hận xảy ra. Qua đây con cũng xin kể thêm một cái câu chuyện nói về cái sự sân hận và cái sự kiềm chế sân hận. Là câu chuyện này nói về một cái vị thọ thần và cái thầy tỳ kheo. Câu chuyện này được kể lại khi Đức Thế Tôn ở tinh xá Agalava, thì liên quan tới một cái vị tỳ kheo. Từ sau khi Đức Phật cho phép các thầy tỳ kheo được sống ngoài tinh xá, các vị rất là bận rộn cắt thắt cho các thầy. Một thầy tỳ kheo ở Alavi muốn cắt thắt riêng cho mình. Một hôm thầy thấy một cái cây rất là thích hợp để mà cắt một cái thắt. Trên cái cây ấy thì có một cái nữ thọ thần, và bà đang ẵm một đứa con nhỏ của mình hiện ra trước mặt thầy và năn nỉ: "Thưa thầy, xin thầy đừng phá nhà con. Con sẽ phải lang thang không chỗ trú ẩn với đứa con thơ dại này. Ta không thể tìm ra cây nào khác ngoài cây này." Thầy tỳ kheo này không chú ý đến những lời cầu xin của cái nữ thọ thần. Thì bà nghĩ thầm: "Nếu thầy thấy con nhỏ của bà thì chắc là thầy này sẽ ngưng cái việc chặt đốn cái cây này." Bà bèn đặt đứa nhỏ trên một cái nhánh cây. Tuy nhiên vì thầy tỳ kheo này đã vung rìu quá đà rất nhanh, đã chặt mất cái cánh tay của đứa bé. Nữ thần này nổi giận, vươn đôi tay của mình định vặn chết thầy tỳ kheo. Nhưng trong một khoảnh khắc tương tự, bà nghĩ rằng các thầy tỳ kheo là một cái bậc hiền thiện tu tập để mà hướng tới đường giác ngộ giải thoát. Thì nếu ta giết thầy này thì ta sẽ rơi vào địa ngục. Hơn nữa, nếu các thần cây khác thấy ta giết vị thầy này thì các vị thần khác cũng sẽ giết theo tất cả các vị tỳ kheo khác. Một hôm bà đến, bà gặp Đức Phật và bà kể lại cho Đức Phật nghe về vấn đề của vị thầy tỳ kheo này đã làm như thế với cái cây và là nơi đã trú ngụ tại đó. Đức Phật có hỏi vị thọ thần như sau: "Có chuyện gì thế thọ thần? Bạch Thế Tôn, đệ tử của Ngài đã làm như thế, như thế. Con đã định giết cái vị ấy, nhưng kịp nghĩ lại đến đây." Thì bà thực lại câu chuyện cho Đức Phật nghe xong. Thì Đức Phật nói với thọ thần rằng: "Lành thai, lành thai. Ngươi đã cư xử rất tốt khi kiềm hãm cái cơn giận của mình, như mà thắng chiếc xe đang lao nhanh." Thì sau đó Đức Phật có nói lên bài kệ thứ 222 như sau: "Ai chặn được phẫn nộ nhưng dừng xe đang lăn, ta gọi người đánh xe, kẻ khác cầm cương hờ." Nghe xong, nữ thần chứng sơ quả và hội chúng cũng được rất nhiều lợi ích. Nhưng sau đó nữ thần vẫn cứ khóc, và Đức Phật hỏi: "Có chuyện gì thế?" "Bạch Thế Tôn, nhà của con đã bị phá, con phải làm sao bây giờ?" Đức Phật nói: "Thôi đừng sầu khổ nữa, ta sẽ cho một cái chỗ ở." Thì Ngài chỉ ở gần cái hương thất của Ngài tại Kỳ Viên, và có một cái nữ thần cũng ở gần đó, và có một cái cây ấy để Đức Phật để tặng cho vị thọ thần này. Thì nên dù vị thần nào đi nữa, có cái quay lực như thế nào cũng không có lai chuyển được cái sự của cái vị cây này. Thì nhân cái duyên hay cái chuyện này, Phật ra lệnh cho các thầy tỳ kheo giữ giới, không được chặt phá ha đốn cây cối. Thì qua cái câu chuyện về thọ thần và thầy tỳ kheo, thì con kính thưa quý Phật tử, thì hàng ngày
chúng ta có những cái trái ý nghịch lòng thì đôi khi dễ dẫn tới sân hận, dễ dẫn tới những phút chúng ta không kiềm chế được. Đôi khi không kiềm chế được thì sẽ dẫn đến những tai hại rất nhiều, như là chúng ta ăn nói thiếu kiểm soát, lời nói nhục mạ người khác, hay là những cái lời nói làm cho người khác phải tổn thương, hay những vết thương đó rất là lâu lành. Thì cũng có người không kiềm chế được cái lòng sân hận mà đánh đập, rồi chửi bới, rồi làm những việc ra rất là tai hại. Ở trong sám hối sáu căn cũng nói về cái tội nóng giận như sau, thì con cũng xin đọc qua để cho quý Phật tử được hiểu thêm. Do tham làm gốc, lửa giận tự thiêu, quát mắt quát to tiêu tan hòa khí, không riêng người tục cả đến thầy tu, kinh luận tranh giành cùng nhau công kích, chê cả sư trưởng nhất đến mẹ cha, cỏ nhẫn héo vàng lửa độc rực cháy, buông lời hại vật cất tiếng hại người, không nhớ từ bi chẳng theo lực cấm, dầu ở cửa không chưa thành vô ngã, như cây xanh lửa lửa cháy đốt cây, những tội trên đây đều do nghiệp giận. Thì đó là tội nóng giận trong kinh sám hối sáu căn mà hàng tháng vào ngày tiểu sám hối quý Phật tử cũng có đọc qua. Trong kinh Di Giáo cũng có đoạn mà Đức Phật mà ví cái nóng giận như sau: này các thầy tỳ kheo, nếu có ai cắt xả thân thể này của các thầy ra từng đốt, thì các thầy phải tự kiềm chế tâm mình, đừng cho giận dữ, lại phải giữ miệng lưỡi đừng phát ra những lời không tốt. Tâm giận dữ nổi lên là tự hại đạo nghiệp, hư mất công đức, đức tánh của nhẫn, giữ giới và khổ hạnh không thể sánh bằng. Thực hành đức nhẫn mới được mệnh danh là bậc thượng nhân có sức mạnh. Kẻ nào không thể tiếp nhận cái độc nhục mạ một cách hoan hỷ như uống nước cam lồ, kẻ ấy không thể được ca tụng là người nhập đạo có trí. Tại sao? Vì giận dữ thì phá hủy hết thảy các thiện pháp, danh tiếng đáng quý, hiện tại vị lai không ai muốn nhìn. Sự giận dữ còn hơn cả ngọn lửa ác liệt. Vì thế mà các thầy phải đề phòng một cách thường trực, đừng cho xâm nhập tâm trí. Giặc cốp công đức không chi hơn là giận dữ. Thế gian hưởng thụ dục lạc không phải là kẻ hành đạo không có phương pháp để tự khống chế. Thế nên giận dữ thì còn có thể tha thứ được. Còn người xuất gia hành đạo là kẻ loại bỏ dục vọng, vậy mà giận dữ thật là bất đáng, không khác gì giữa bầu trời mây trong mát mà sấm sét lóe lửa là điều không thích hợp. Đó là trong kinh Di Giáo Đức Phật cũng có nói lên cái vấn đề về sự sân hận, trong đó có nỗi nóng. Sư phụ trụ trì cũng có là một câu con nghe con cũng tâm đắc. Hôm nay con cũng tâm sự với Phật tử. Sư phụ viết trong cái quyển Tặng Phẩm Xuân: đời người ngắn ngủi vô thường, thương nhau chưa hết, giận buồn làm chi. A Di Đà Phật. Đức Phật cũng có ví: nhất niệm sân tâm khởi, bá vạn chướng môn khai. Khi mà chúng ta khởi lên một cái niệm sân khởi lên thì trăm ngàn cái chướng ngại nó đều mở ra đối với chúng ta. Một niệm sân đốt cháy cả ngàn công đức. Vì thế
mà quý Phật tử cũng hạn chế, hãy tập từ từ bỏ sân, đừng có sân nhiều. Còn kính tặng quý Phật tử, đừng tưởng gần nhau suốt cuộc đời, bèo may hội ngộ chút rồi trôi, mai người đi ở ai nào biết, giận mà chi cười tha thứ thôi. Trong kinh Pháp Cú kệ số 5 có nói như sau: với hận diệt hận thù đời này không có được, không hận diệt hận thù là định lực nghìn thu. Thì đó là trong kệ kinh Pháp Cú số 4 cũng có nói đến cái sự sân hận và cái cách để hóa giải sân hận. Trong kinh Tứ Thập Nhị Chương, chương thứ 6 có nói như sau: Phật dạy, người ác nghe người là cố đến làm nhiễu loạn, các ông nên kiềm chế, không giận hờn, không phiền trách. Người mang tâm niệm ác đến sẽ tự mang lấy ác đến cho mình. Thì cái đó là trong kinh Tứ Thập Nhị Chương, chương 6 có nói về cái sự sân hận. Thì qua cái sân hận hôm nay, con cũng muốn chia sẻ thêm với Phật tử về một cái tấm gương như Đức Phật. Vì cái lòng sân hận mà Đề Bà Đạt Đa đã nhiều lần ghim trong lòng và hận trong lòng, như là lấy đá, lăn đá để mà đè chết Phật, hoặc là thả voi điên để mà dẫm đạp Phật, và là cái nữa là phá hòa hợp tăng đoàn. Cái đó là những cái sân hận của Đề Bà Đạt Đa đối với Phật. Nhưng mà Đức Phật vẫn vì lòng từ mà thương, mà không có trách, mà không có làm hại gì tới Đề Bà Đạt Đa hết. Thì còn cái tấm gương thứ hai như Ngài Xá Lợi Phất, thời Đức Phật cũng có một cái vị tỳ kheo một hôm đến bạch với Đức Phật rằng Ngài Xá Lợi Phất đã chửi mắng mình, rồi đã làm não hại đến ông. Khi đó Đức Phật nghe vị tỳ kheo này nói như thế, bèn gọi Ngài A Nan để mời Ngài Xá Lợi Phất về để Đức Phật hỏi. Thì Ngài Xá Lợi Phất có thưa với Đức Phật cái tâm của Ngài ví như là một cái con trâu mà nó bị gãy sừng, rất là nhường nhịn, hiền lành và dễ sai khiến, dễ chế ngự, vân vân. Bạch Thế Tôn, tâm con như một con trâu gãy sừng, không kết oán, không sân nhế, không não hại, hay rộng lớn vô biên, khéo tu tập, biến mãn tất cả thế gian, thành tựu và an trú, quán niệm thân trên thân, nên con không có làm não hại vị tỳ kheo này. Và Ngài Xá Lợi Phất cũng có ví tâm Ngài như là đất, như là nước, như là gió, như là lửa, hay là như một cây chổi. Trước tiên là như mặt đất, tâm Ngài ví như mặt đất là cũng như mặt đất dung nạp tất cả cái đồ sạch và cái đồ nhơ. Thì đại tiện hay là tiểu tiện, hay là nước mũi, hay là nước miếng, mặt đất không phải vì thế mà có sự thương ghét, không lấy làm xấu hổ, cũng chẳng thẹn thùng. Bạch Thế Tôn, con cũng vậy, tâm con như mặt đất, không kết oán thù, không sân nhế, không não hại, rộng lớn vô biên, vân vân. Con quán niệm thân tên thân thì con cũng không có làm hảo hại cái vị tỳ kheo này. Và cái nữa thì con xin nói cái tâm của Ngài Xá Lợi Phất như là một dòng nước rửa sạch tất cả cái đồ sạch và cái đồ nhơ, và
cũng như thế, dòng sông, không phải vì thế mà có sự thương ghét, không gây não hại, không có sân nhế. Cũng như thế, con quán niệm thân, tinh thân mà còn không làm não hại cái vị tỳ kheo này. Khi Ngài Xá Lợi Phất có trình bày một con trâu bị gãy sừng, như đất, như nước, như gió, như lửa, như là ha là một cái cây chổi, thì lúc này cái vị tỳ kheo du khống cho Ngài Xá Lợi Phất quỳ xin trên Đức Phật và Ngài Xá Lợi Phất cho Ngài xin sám hối, và Ngài Xá Lợi Phất cũng hoan hỷ cho cái vị tỳ kheo này được sám hối. Qua cái vấn đề sân hận và cách đối trị sân hận, con cũng có rút ra một cái số vấn đề. Con cũng xin thưa là khi mà chúng ta nổi sân thì chúng ta hãy tập nhẫn nhịn và chịu đựng. Khi mà người khác làm mình trái nghịch lòng thì mình hãy cố gắng mình ngồi, mình nghe và mình hiểu và mình thương hơn. Tại vì người ta vô minh, tại vì người ta chưa biết được cái hậu quả của sân hận như thế nào. Còn mình là người học Phật, người đệ tử Phật thì mình phải biết cố gắng mà mình nhẫn nại, mà mình vượt qua. Và cái nữa thì mỗi khi sân hận thì mình hãy ngồi lại, bình tĩnh lại, mình rót một ly nước, mình để trước mặt, mình hãy quán chiếu tâm mình giống như nước trong. Nếu mà mình nghĩ tâm mình sân hận là giống như ly nước đục, ly nước đục là người ta sẽ bỏ đi, người ta không có uống được. Cũng vậy, mình quán tâm mình như ly nước sạch. Và cái thứ nữa thì chúng ta hãy cố gắng tập cái hạnh tứ vô lượng tâm, có nói như là từ bi hỷ xả. Thì chúng ta hãy từ bi, chúng ta hỷ xả cho những người mà đã gieo cái nhân sân hận với mình. Đôi khi họ là cái thiện tri thức của mình, họ làm cho mình sân hận. Nếu mình kiềm chế được thì mình sẽ là con Phật. Còn nếu mà mình không kiềm chế được thì mình sẽ là con gì ạ? Thì đó, thì quý Phật tử hãy ráng cố gắng, mà ráng cố gắng mà tập như thế. Như trong kinh Tăng Chi Bộ chương 1 phẩm đoạn truyền cái cũng có nói là: ta không thấy một pháp nào khác, này các thầy tỳ kheo, đưa đến sân chưa sanh, không sanh khởi, và sân đã sanh được đoạn tận. Này các thầy tỳ kheo, như tự tâm giải thoát. Này các thầy tỳ kheo, rất như lý tác ý, thời sân chưa sanh, không cho sanh khởi, và sân đã sanh đã thì nên đoạn tận. Thì cái đó là trong kinh Tăng Chi Bộ chương 1 phẩm đoạn truyền cái cũng có nói như thế. Khi mà chúng ta sân hận hoặc là người khác làm cho mình sân hận á, thì mình hãy nghĩ đi một cách là tha thứ. Tha thứ thì đó làm cho mình trẻ thư thái. Thì cái tha thứ nó làm cho con người của mình gần với mọi người hơn, rồi sẽ được mọi người hiểu và thương mình hơn. Chứ mình sân lên mà mình không tha thứ thì mình sẽ ôm mãi trong lòng. Cái nỗi sân đó giống như một cái cục bú độc ở trong con người của mình. Lâu ngày nó sẽ bị nổ ra, lâu ngày sẽ dẫn đến tai hại là mình sẽ chết đi. Thì cũng vậy, cái sân mà con người không được loại trừ thì nó dẫn đến vào ba cái đường dữ như địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Cái nữa thì chúng ta phải trì giới để diệt sân hận, và chúng ta hãy chánh niệm, và chúng ta hãy quán niệm cái hơi thở. Khi mà chúng ta nổi sân lên thì chúng ta hãy ngồi lại mà hít một cái hơi thở thật sâu, thật dài, hãy cảm nhận nó, đừng cho cái sân đó nó khởi lên. Đó là chúng ta quán niệm về cái hơi thở. Khi mà chúng ta sân lên thì chúng ta chánh niệm là chúng ta biết là chúng ta đang sân, chúng ta đừng sân và diệt sân. Cái đó là cái mà chúng ta cần nên học về cái sân và loại trừ sân. Hôm nay
thì con cũng lên đây cũng có bấy nhiêu cái lời con tâm sự cùng quý Phật tử, biết nhiều nói nhiều thôi à. Cuối lời con cũng kính chúc trên sư phụ và quý Phật tử thật nhiều sức khỏe và có một cái đêm sám hối thật là mỹ mãn. Nam Mô A Di Đà Phật.